Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ lắm rồi. Và ở cái lần này thì như anh em cũng đã thấy ở video live lần trước thì Khải đang làm một loạt đường môn. Thì video này Khải làm lại cho anh em, Khải quay lại cho những anh em nào chưa biết. Hiện tại bây giờ thì nghe thông tin thì Tống Kim sơ cấp rất là hot. Nó là Khải vừa tạo ạc anh em. Đồ đạc thì đây. Khải sẽ cho anh em xem xét đồ. Hiện tại còn thiếu bao tay nữa. Khải đang mua bao tay thông pháp nữa anh em. Bao tay thông pháp nữa là đẹp mà chưa mua được. Cho anh em xem sơ xét đồ thôi. Đây. 17-30. 11. Xét đồ này là Khải định sắm cho cái ạc đường môn, mà nếu mà mua ạc được á, đường môn 9899 á, Khải sẽ đưa qua cho nó đánh. Mà mua không ra anh em, nên là Khải đành phải đưa về cái clone này để Khải đi quậy cái tống kim sơ cấp anh em. Quậy tống kim sơ cấp là tống kim dưới 79 á, dưới 79 cấp thôi anh em. 80 không vào được nên là mình chỉ ép. Ép nó dưới cấp 79 thôi anh em là mới đánh được. Đó, bây giờ thì trong video này thì hiện tại đang thiếu bao tay anh em. Khải đang thấy một cái bao tay thông pháp 17 và làm chậm 30. Khải mua được bao tay đó nữa là ok. Nhưng mà tầm này chưa mua được nên là trước mắt cứ mang tạm bao tay này. Tí nữa Khải tính anh em. Hiện tại bây giờ thì được Khải cắn lên 79 cho anh em up cấp luôn. Mua thành phẩm. Khải mua 20 cái, 50 cái. 50 cái nhiêu tiền ta? 50 cái đủ. Ok, 500 xu là 50 cái nè. Cắn. Ui cha. Rồi kiểu này cắn rẹt rẹt luôn á anh em. Rồi đúng rồi. Này lên 79 vèo vèo. Nên thấy không? Anh này chưa lên đảo, cứ từ từ là Khải mua được bao tay nữa là Khải sẽ lên đảo nha anh em. Ôi kiểu này đang gấp nhanh đúng rồi. Rồi cố gắng lên 79 nhanh nè anh em ơi. Từ từ từ. Ui cái này 7.8 luôn hả? Cắn 2 cái 4 triệu đây. Đó. Ôi không lên, không lên nổi 79 rồi. Ngày mai rồi. Kiểu hợp cắn event tiếp thì lên thôi anh em. Nếu không chịu khó cắn event thì lên. Mua tiếp. Hết 500 xu rồi. Hết 500 xu rồi. Mình mua này chi nhớ khổ vậy ta. Sao mình không ép. Anh em đợi tới nha. Ép thì nó rẻ hơn anh em. Ồ anh nãy giờ không được gì luôn. Anh 50 cái rồi. Chưa được cái gì. Được Khải lấy cái event ép cho nó, anh em xem cho vui nha. Rồi nghiêng lượng đủ. Giờ bắt đầu ép đặc biệt 50 cái. Ôi cũng keo gì nữa ta. Ai nào thiếu cũng keo à. Sao ai cũng keo là tống kim. Cũng keo là điểm tống kim anh em. 50 cũng keo à. Ừ nha. Cũng keo bao nhiêu. Ok được Khải đi mua à. Khải đi mua ít đây. Hello anh em mới vô nha. Giá 69 quốc tổng ơi. Đợi tí, phải đi mua ít cái nguyên liệu tống kim anh em. Nguyên liệu tống kim cho nó cắn nè. Tống kim. Đặc này sẽ đi đánh tống kim sơ anh em, tống kim 79 thôi. Không có nhiều. Ta muốn mua bá bó dây 50 điểm mà. Ok. Rồi đã có bó dây. Lên trên này vứt ra. Cái bao tay đang chờ mua mà mua chưa được. Nó là từ từ. Ừ cái gì. Anh ơi trời ơi em quanh cái bó dây cái anh ơi. Bếp em vần cái anh. Ok 50 cái nữa, 50 cái nữa chắc đủ 79 đấy. 50 cái nữa nè. Ừ. Nó khả tạo xong anh em quấn tống kim sơ chơi nè. À đúng rồi, không có tăng điểm sai nữa, giờ sao mà đánh. Không có máu nè em ơi, cái này phải lên tại tỷ mới đánh được. Một viên thị tinh đủ 75 rồi. 76 77 78. À thiếu mấy cái nữa. 10 triệu. 10 triệu thiếu 8 triệu nữa hả. 8 triệu là 20 cái nữa nè. Cái đi mua 20 cái bó dây nữa nè. 20 event nữa up 79. 20 event nữa up 79. 20 cái nữa thôi. Không có phi đao nè em ơi. Khả năng mang tạm cái 27 à. Không có phi đao nào hết. 20 cái bó dây nữa là xong.
là úp 79 anh em, vừa 79 được rồi, tại vì Tống Kim sơ cấp chỉ 79 thôi, không có hơn được. Đồ đạc thì đầy đủ rồi anh em, set đồ khá là bao đẹp rồi. Set đồ này khả sắm cho ạch lớn ấy, ạch chính luôn mà phải mua ạch không ra anh em. Cái mua ạch không ra nên đành phải như thế này thôi. Mua ạch không ra, mua ạch không có. 20 cái. 20 cái nữa đủ. Tính rồi. Ui, nhầm. Rồi, ok. Có không anh Đạt Nguyễn ơi, em xem thử. Bót cho mà em xem đi. Em đang mua tay làm chậm với thông pháp. 30 sinh lực một lượt là được. Chứ em xem nhiều lắm mà không có sinh lực một lượt em không mua. Phi đa 31 mà 31 nhiều đạn dư ơi. Ốp 79 quá. Đó nè, khả tính đúng không? Easy luôn nè. Chiều Dương Châu, gió mưa bao trùm trời xanh. 79 bất đào tương dưng đã khiến bao anh hùng lông trận. Gặp được em, 79 à. Thành Sơn quyết thề đối duyên ương mãi mãi không rời xa. Nào ngờ đâu chiến tranh chia lìa tình. Ok. Dù mừng giang tân. 79 tốc đánh hả? 79 tốc đánh mà. Màn sương đêm kèm với lên trên 79 độ tấn thôi. Thời trái sâu pha cứu nguy. Ủa hơi canh nha. Cấp giao dịch mấy cái này đi. Hồi nãy mua đến 6 quả luôn dư quá. Nếu mua đến 6 quả luôn dư quá. Bản này bỏ quả chính rồi. Lửa binh còn cấp trốn vì giang sơn chi trái ta không thể tha. Ừ, đến đây. Đặng Nguyễn ơi, cái bao tay gì đâu, qua đây khả xem thử bao tay gì Đặng Nguyễn ơi. Đang thiếu bao tay, nếu được thì mua. Nếu được thì mua luôn Đặng Nguyễn ơi. 14-30 á, nếu được thì mua. À, đang đứng nè anh em, ai bán cái gì đâu, qua đây đi. Tương Dương ngay chỗ thành bán ngựa một tí anh em. Chưa lên đảo nên là chỉ như giờ chỉ nếu mà đánh thì đánh cũng trải nghiệm, tại vì chưa lên đảo máu không có nè. Máu không có. À. Cái này á, mình đang đeo có 27 này anh em. Đeo có 27 này. Cái 31 này hả? Đánh thiên la địa võng ngồi ngựa đâu đam to hơn tiểu lý bạn ơi à. Hơn tiểu lý không anh em? Sức mạnh 79. Đúng rồi, đem to mà đánh cái Tống Kim Sơ á, ít người á mà không giữ lại cũng như không à. Mình phải đánh tiểu lý, nó giữ lại thì mình bán được mạng anh em. À, phi đao này thì bao nhiêu đây? Bán bao nhiêu? Anh Kim bán một tay ở đâu ta? Đây, khả test lại một lần nữa cho anh em xem nha. Hiện tại tiểu lý thì nó sẽ tầm cái cấp này nó có hai đường điểm tăng rồi thôi. Còn đây là đường môn ám khí thì auto phải tăng map rồi, lấy sát thương rồi. Rồi, còn hai cái điểm này 3x này, chi tâm tiễn này, với lại cái này 1x thì nên tăng cái nào map trước? Thì hiện tại đây cho anh em xem lại một lần nữa nha. Tăng này, đó không lên đam. Tăng này không lên đam, thấy chưa? Đó. Tăng cái này lên đam này, thấy chưa? Nên là khả sẽ auto tăng vào cái này trước, chống phái xong đến tiểu lý phi đao, xong đến đường một ám khí, rồi đến tích lịch đơn là xong nha anh em, là xong ạ. Rồi, nó tăng xong xuống quải Tống Kim chờ rồi. Hơi chờ một tí nhưng mà ít tầm này hơi chờ một tí mà cho mình mắc mà anh em biết sao giờ 1:20 rồi.
Đó, bỏ ra đam này. Rồi, thêm một điểm lấy đánh cho vui. Rồi, rồi giờ vấn đề sinh khí với máu sao cho hợp lý. Máu bao nhiêu? Cấp 3. Trăm cái tư, một cái chín, hai cái năm, hai k. Có em có, hiện tại đang có tống kim, hiện tại đang có tống kim đó em. Mẫu cái năm, 14, 20, 30. Rồi, ok. Máu ít quá giờ chết lắm. Kiểu này lên đường K8 máu cắn lắc là đẹp. K7. Rồi, ok. À, ok vậy. Xuống đi tống kim thôi. Giờ chuẩn bị lắc nữa nè em ơi, chuẩn bị lắc nữa. Rồi, đổi tên. Đổi tên nè. Em đợi tới. Đổi tên nhầm vọng. Cái gì vậy? À, chưa đủ cấp 85 mới được đổi tên em. 85 mới được đổi tên, nên là thôi xuống đảo. Mua lắc. Còn giờ đang còn lắc không? Hết lắc, giờ đang hết lắc. Một cái chiến cổ này. Tóc này. Rồi anh em xem video này thì đừng quên cho một like chia sẻ cho nha anh em ơi. Có gì ít hôm mà hoàn thiện thì Khải sẽ lấy này đánh tông kim 79 cho anh em xem. Và trước khi off video này thì Khải sẽ cho anh em xem nhẹ và xét đồ một lần nữa trước khi off video nha. Xét đồ của Khải là 120 thân pháp và kèm theo 47 win, 120 làm chậm nè, 120 làm chậm và kèm theo 47 điểm thân pháp. Đó, 47 điểm thân pháp nè em. Giá trị kháng cả 11. Áo tầm này đồ Khải tầm này là gọi là VIP rồi anh em, gọi là VIP rồi ấy. Khải mua cái set đồ này đỡ cho cái ạc chính, mua ạc 99 100 đánh mà Khải mua không có nè, nên là Khải phải đưa xuống ạc cùi này đỡ Khải đánh thông kim 79 cho anh em xem sơ qua thôi. Rồi ok, mua lắc và trải nghiệm thôi anh em.